Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. So sánh tài năng 4 ngôi sao ngự trị bóng đá thế giới 2020. Trong một buổi phỏng vấn với một nhãn hàng đồ uống thể thao, ngôi sao của PSG Neymar đã chọn lựa ra 5 cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất thế giới. Đáng chú ý, danh sách này không có sự xuất hiện của siêu sao Ronaldo. Theo đó, tiền đạo Neymar cho rằng 5 cầu thủ hay nhất thế giới là Lionel Messi, Luis Suarez, Kylian Mbappe, Paul Pogba và Eden Hazard. Đây được xem là một lựa chọn mang nhiều cảm tính của Neymar, bởi Messi và Suarez, Mbappe đều là những người từng chơi bóng cùng anh. Ngôi sao tuyển Pháp, Paul Pogba cũng là một người bạn khá thân thiết của anh. Tiền đạo Brazil không đánh giá cao khả năng của siêu sao Ronaldo. Dù CR7 đang thi đấu chói sáng trong màu áo Juventus, cuộc so sánh tài năng của 4 ngôi sao ngự trị bóng đá thế giới 2020 nhé! Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn vào đường link của shop Mr. Zero được đặt ở dưới phần mô tả để chọn cho mình mẫu áo ưng ý ủng hộ cho tụi mình nhé. Không thể phủ nhận rằng bóng đá thế giới những năm gần đây luôn chứng kiến cuộc đua sông mã giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng tre già măng mọc, sẽ có ngày hai thiên tài này giã từ sân cỏ và nhường cuộc chơi lại cho những người đàn em. Trên thực tế, những cá nhân có khả năng kế thừa Ronaldo và Messi đã dần lộ diện. Nổi bật nhất trong số đó chắc chắn phải kể đến Neymar và Kylian Mbappe. Thời gian qua, hai cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain đã có nhiều màn trình diễn ấn tượng không kém gì những người đàn anh. Và đó là lý do tại sao chúng tôi gửi đến các bạn video so sánh tài năng 4 ngôi sao ngự trị bóng đá thế giới 2020. Cristiano Ronaldo. Bước sang tuổi 35, hầu hết các siêu sao bóng đá đều đang ở sườn dốc bên kia sự nghiệp. Thậm chí, người Hà Lan bay Robin van Persie còn từ giã sự nghiệp quần đùi áo số ở độ tuổi này. Song Cristiano Ronaldo hiện tại vẫn đủ khả năng chơi thứ bóng đá đỉnh cao và cũng là kẻ gieo rắc ác mộng cho toàn bộ hàng thủ tại Serie A kể từ khi đặt chân đến giải đấu này. Đây là một tình huống cho thấy dấu hiệu của tuổi tác chưa hề xuất hiện ở Ronaldo. Vẫn là tốc độ đó, những bước di chuyển quen thuộc và khả năng dứt điểm chuẩn xác như tuổi 20. Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho AS Roma dưới dạng cho mượn, Chris Smalling gần như đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với lúc còn khoác áo Manchester United. Anh được đánh giá như một trong những trung vệ chơi tốt nhất Serie A, thậm chí còn sở hữu những thông số phòng ngự vượt trội hơn cả bom tấn Matthijs de Ligt. Dù vậy, đứng trước Ronaldo, Smalling lại trở về với hình ảnh của một trung vệ hạng 2 tại Old Trafford ngày nào. Bằng một tình huống xoay comba vô cùng đẳng cấp, siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến Smalling hoàn toàn bất động. Lionel Messi. Trong lịch sử bóng đá, có rất ít cầu thủ tấn công bước sang tuổi 33 mà vẫn giữ được phong cách thi đấu toàn diện như Lionel Messi. Mùa giải vừa qua, thiên tài người Argentina đã tiếp tục một mình gồng gánh hàng công của Barcelona từ việc kiến tạo cho đến ghi bàn. Và trong số những phẩm chất đỉnh cao mà Messi sở hữu, phải kể đến khả năng rê dắt bóng đạt đến trình độ thượng thừa. Ở tình huống này, có thể thấy cầu thủ bên phía Espanyol đã bị M10 hủy diệt một cách hoàn toàn, dù thiên tài 33 tuổi không hề sử dụng bất kỳ động tác kỹ thuật phức tạp nào. Bên cạnh khả năng rê dắt bóng, Messi còn sở hữu một phẩm chất khiến anh trở nên khác biệt là những cú sút phạt hàng rào không thể cản phá. Có không ít quan điểm cho rằng khi El Bunga đứng trước một quả đá phạt, khả năng anh sút tung lưới đối phương còn cao hơn so với khi anh đứng trước một quả penalty. Ở pha bóng này, có thể thấy Messi bị đặt vào một tư thế vô cùng bất lợi khi điểm đặt bóng gần như ở chính giữa khung thành và cự ly đến khung gỗ là khoảng 30m. Song một khi siêu tiền đạo Argentina đã ra chân, chẳng còn cơ hội nào cho Alisson để cản phá.
Thời gian gần đây, người hâm mộ được chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Liverpool, đặc biệt là tại đấu trường Champions League. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp lại một lần nữa trở thành nhà vua của châu Âu sau 14 năm chờ đợi. Và trên hành trình đó, suýt nữa họ đã bị chặn đứng bởi Barcelona, hay đúng hơn là bởi Messi. Hàng thủ của The Cop đã không ít lần lao đao trước thiên tài người Argentina. Điển hình như trong pha bóng này, dù có sự góp mặt của Virgil van Dijk, người được đánh giá như trung vệ xuất sắc nhất thế giới, Leo vẫn dễ dàng rê bóng đến khu vực cấm địa như chốn không người trước khi tung ra một đường kiến tạo thông minh cho đồng đội. Neymar. Có rất nhiều ngôi sao được trông đợi sẽ kế thừa di sản mà Ronaldo cùng với Messi để lại. Nhưng thậm chí từng có một cái tên được dự đoán sẽ vượt mặt hai huyền thoại sống này, và người đó không ai khác chính là Neymar. Dù vậy, trên thực tế thì tiền đạo người Brazil vẫn chưa bắt kịp hai người đàn anh. Nhưng ở độ tuổi 28, siêu sao thuộc biên chế Paris Saint-Germain vẫn còn nhiều thời gian để làm điều đó. Hiện tại sẽ không quá khi nói rằng Neymar dưới hai người trên vạn người. Và pha bóng này là một minh chứng rất rõ nét. Có đến 5 cái bóng áo trắng xuất hiện, nhưng không một ai có đủ khả năng ngăn chặn Neymar. Không quá khó để người hâm mộ nhận ra sự tương đồng trong phong cách chơi bóng giữa Neymar và Messi, ngoài trừ việc siêu sao của PSG có phần ích kỷ và màu mè hơn người đàn anh ở Barcelona. Cả hai đều sở hữu những kỹ năng cá nhân ở mức thượng thừa, một điều thường xuất hiện ở những cầu thủ đẳng cấp đến từ Nam Mỹ. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ngôi sao sinh năm 1992 đang cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách cải thiện những khía cạnh khác trong lối chơi của mình, điển hình như khả năng sút phạt. Dù không vẽ nên một đường cong hoàn hảo như Messi, Neymar vẫn đủ khả năng hạ gục thủ môn bằng một cú ra chân nhẹ nhàng. Nhắc đến những cú sút lật bàn đèn, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cristiano Ronaldo. Cụ thể hơn là tình huống siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện một pha dứt điểm xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus ở độ cao 2,38m. Song như chúng tôi đã đề cập, Neymar đang dần hoàn thiện lối chơi của mình, bao gồm có khả năng dứt điểm ở tư thế có. Dù không bật cao quá sức tưởng tượng như Ronaldo, Neymar vẫn có thể đưa bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự. Kylian Mbappe. Tại World Cup 2018, Kylian Mbappe đã tạo ra một cơn chấn động không nhỏ đối với giới mộ điệu bằng những màn trình diễn ấn tượng của mình dành cho đội tuyển Pháp, mà có thể nói là làm lu mờ cả Paul Pogba hay Antoine Griezmann. Và cho tới thời điểm này, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn đang phát triển đúng như những gì người ta kỳ vọng. Cần phải khẳng định, so về mặt tốc độ, Mbappe vượt trội hoàn toàn hơn những Messi, Ronaldo và Neymar. Điển hình như tình huống này, dù chưa sử dụng hết tốc lực, Mbappe vẫn dễ dàng vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ đối phương mà không cần thực hiện bất kỳ động tác kỹ thuật nào. Đối với Mbappe, mọi thứ gần như chỉ mới bắt đầu và anh vẫn còn sở hữu hàng loạt tiềm năng chưa được phát triển hết. Không chỉ có tốc độ, tiền đạo người Pháp còn hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một cầu thủ tấn công toàn diện trong tương lai. Và theo các bạn thì ai mới là người xuất sắc nhất trong số 4 siêu sao này? Đừng quên chia sẻ ý kiến ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.